chào các bạn quay lại với channel của mình là Gác Nguyễn channel đây. Thì trong thời gian qua thì có những bạn lên hỏi mình á, chiếc Exciter 50cc thì chạy có im này kia không, thì hôm nay mình sẽ review chiếc Exciter 50 này cho các bạn xem. Và đây là chủ xe, thì em trai này chính là chủ xe nè, qua đây cưng. Thì để em ấy đã trải nghiệm rồi, bây giờ mình sẽ hỏi em ấy là chiếc Ad này trong thời gian qua máy chạy thì nó như thế nào ha. Thì em cho mọi người biết là chiếc Ad trong thời gian qua thì chạy sao em? Thì lúc mà mới mua về thì chạy êm bốc lắm, không có lỗi gì hết. Nhưng mà cỡ một tháng thì lặt vặt như Ugi rồi IC đồ chết hết trơn là phải thay. Rồi dàn mũ là nó kêu lắm. Rồi chị cưng chạy là trong lúc xe là nó có bị lỗi gì không lúc mới mua về á? Lúc mua về thì có lẽ là chỉ là cái bộ nồi thôi. Bộ nồi là nó chạy làm sao? Kiểu như nó không bắt á, canh sai. Canh sai nó không bắt phải không? Tụt. Ừ. Rồi chạy 3 tháng là tụt. Rồi. Thì trong thời gian qua thì cưng chạy chiếc xe này á thì cưng cảm giác nó có mượt mà hay là nó có cái vấn đề gì đó mình không thích không? Không thích thì chỉ là chỗ cái dàn mũ nó kêu với lặt vặt kia thôi. À. Chứ còn máy thì êm. Giống như cái vụ rung máy thì khắc phục được rồi, xe giờ cũng bảo đảm êm. Rồi cưng chiếc xe này cưng đã từng làm nồi lại và sấy sức bắp thì cưng cho mọi người biết là chế bê tông nó sao, nó lớn nó nhỏ hay là nó xài 100 hay là đúng gen 50 của nó. Chế bê tông thì là của 100, là chế bê tông là 50mm. Ừ, là đúng gen của nó luôn ha. Đúng gen của nó luôn, không làm gì hết. Là không có sấy nồng này kia lên ha. Còn nguyên gen luôn. Rồi, thì các bạn thì em trai này cũng chia sẻ là như vậy. Thì chiếc gạt này thì cái xi lanh của nó hiện tại đang sử dụng 50mm, là xe của 100, là đờ ghim nha các bạn. Thì đối với cái dòng xe này thì mình cũng đã từng nói nhiều lần là xe 50 hiện tại bây giờ, hoặc quay 50 hẹp 50, Sirius 50 thì bây giờ là cháy bê tông nó đã lên là 50mm. Cháy bê tông 50mm là của thằng ghim nha các bạn, của xe ghim. Thì em trai này cũng đã chia sẻ các bạn là cái nòng đó là 100, cái sơ mi ở trong 100 nha các bạn. Thì đúng ghim nha, chưa có sấy này kia lên nha các bạn. Đó. Thì cho các bạn xem một phần về chiếc xe này như thế nào ha. Em cho anh hỏi là xe này lúc đi mua là nó có côn tay hay không? Có hai loại, là một loại có Ambeya là giá luôn là 16 triệu, còn loại không Ambeya là 15. Giá cũng giá sinh viên ha. Cho các bạn ngắm lại chiếc xe này một lần nữa ha. Thì các bạn và các em có đi học á thì hãy ra hãng xe chỗ bán xe 50 này để được tư vấn nhờ mình mua ha. Với tầm khúc 15-16 triệu thì giá đó thì cũng tốt ha các bạn. Rồi cho các bạn xem lại một phần nữa ha. Thì chiếc xe này thì em trai này có độ vỏ sao lên. Vỏ sao của Ad 150. Của Ad 150 ha. Đây. Vỏ 120/70/17 nha các bạn. Đây. Và đồng thời có độ luôn vỏ trước phải không? Vỏ trước luôn. Rồi độ vỏ trước vỏ sau của Ad 150 hết nha. Đó. Thì đối với Ad 150 á thì cái bánh mâm nó thì là nó lớn hơn của thằng Ad 50 này. Nhưng mà trong lúc gắp cái vỏ này á thì thợ đã tìm cách làm cho nó bóp vào cái mâm ha các bạn, nên dòm nó cũng cái vỏ cũng hơi nhỏ ha. Đó. Thì khi cưng lên cái vỏ này thì xe chạy có nặng hay không? Không, không nặng hơn chi là máy chỉ đề yếu hơn chút thôi, nhưng mà đi đường thì tầm đề ba ha. Đề ba lúc mình kéo xíu thôi. Yếu khoảng 3-4% so với lúc gin ha. Lúc gin là mình chạy mình đề ba nó nhanh hơn ha. Nhanh hơn chút. Vậy là cái vỏ gin mình nó là nó nhỏ nên mình đề ba này kia thì nó nhanh hơn ha các bạn. Còn lên cái vỏ lớn này thì đề ba hơi chậm, nhưng mà đi đường xa thì nó ok hơn ha, nó đậm hơn. Nó đậm, nó không có gung phải không? Không. Nó không có gung như là cái vỏ nhỏ.
Rồi vậy mình xin kết thúc clip tại đây. Thì các bạn xem kênh này thấy hay, hay like, subscribe và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Và các bạn và các em trai hay em gái gì đó có ý định muốn mua một chiếc S50 như thế này thì hãy đi ra chỗ cái tiệm bán xe để được tư vấn nha các bạn. Rồi tạm biệt các bạn nha.